Chào mừng các em đến với kênh Hà Liêm. Trong bài giảng hôm nay, thầy xin dặn các em toán lớp 9 sách chân trời sáng tạo. Trong lúc xem dạp bài giảng của Hà Liêm, các em hãy dễ hiểu, các em sao bấm hít và chia sẻ video này cho bạn bè cùng xem. Và hôm nay mình sẽ học tiếp bài số 1, chương 5, đường tròn. Tiết số 2 trong 7582. Tiết số 2 mình sẽ học tiếp phần số 4, vị trí tương đối của hai đường tròn và khám phá 4. Giờ câu khám phá 4, tìm điểm chung, tìm số điểm chung của hai đường tròn O và O phải trong mỗi trường hợp sau. Và đường tròn mình quan sát hình A thì đường tròn tâm O và đường tròn tâm O phải, hai đường tròn không có điểm chung nào hết. Quan sát hình B thì mình thấy là hai đường tròn O và O phải cũng không có điểm chung nào hết. Đúng này. Quan sát hình C thì mình thấy là O phải chỉ có một điểm chung, chính là điểm M. Hình D thì mình thấy là hai cái đường tròn này cũng chỉ có một điểm chung thôi, chính là điểm M. Và hình E thì hai đường tròn này sẽ có hai điểm chung M và N. Đúng không? Như vậy câu khám phá 4 các em trả lời như sau. Như vậy là hình 13A thì hai đường tròn O và O phải không có điểm chung. Hình 13B thì cũng vậy, O và O phải, hai đường tròn O và O phải không có điểm chung. Hình 13C thì hai đường tròn O và O phải có một điểm chung. Và hình D, hai đường tròn O và O phải cũng có một điểm chung thôi. Hình 13E thì hai đường tròn có hai điểm chung em vậy em, đúng không? Ở đây mình thấy là hình A, hình B, hai trường hợp này hai đường tròn này không có một điểm chung. Nhưng mà hai trường hợp này là khác nhau. Trường hợp là hai đường tròn này không lồng vào nhau, còn hai này là đường tròn nhỏ nằm bên trong đường tròn lớn, đúng không? Bên đây cũng vậy, hai đường tròn này không có nằm khá bên ngoài nhau, của hai này đường tròn này đường tròn nhỏ sẽ nằm bên trong đường tròn lớn, đúng này. Giờ trả lời xong câu hỏi, mình sẽ tiếp phần bài. Giờ từ khám phá ba, ta thấy hai đường tròn phân biệt O và O phải có thể không có điểm chung, có một điểm chung hoặc là hai điểm chung. Từ đó ta sẽ có định nghĩa sao? Như là hai đường tròn không có điểm chung gọi là hai đường tròn không giao nhau. Hai đường tròn không giao nhau có thể là ở ngoài nhau hoặc là đường tròn này đứng trong đường tròn kia, đúng này. Hai đường tròn chỉ có một điểm chung gọi là hai đường tròn tiếp xúc với nhau và điểm chung đó gọi là tiếp điểm. Hai đường tròn tiếp xúc có thể là tiếp xúc ngoài hoặc là tiếp xúc trong. Hai đường tròn có đúng hai điểm chung gọi là hai đường tròn cắt nhau. Hai điểm chung gọi là hai giao điểm và đường thẳng nối hai điểm chung gọi là diệt cục, đúng không? Giờ tiếp theo mình xem ví dụ 4. Như vậy xét vị trí tương đối của hai đường tròn y và y phải trong mỗi trường hợp. Mình quan sát hình A thì hai đường tròn y và y phải chỉ có một điểm chung là điểm A. Như mình nói là y và y phải tiếp xúc với nhau, hai đường tròn tiếp xúc với nhau, đúng không? Còn hình B, hai đường tròn này không có điểm chung và hai đường tròn này sẽ ở ngoài nhau, đúng không? Hình C thì hai đường tròn này có hai điểm chung, hay gọi là hai đường tròn cắt nhau. Còn hình D là hai đường tròn này sẽ không có điểm chung và đường tròn y phẩy là sẽ nằm bên đường tròn y sẽ nằm bên trong đường tròn y phẩy, đúng này. Giờ mình xem cách người ta dạy. Câu A, y và y phẩy, đường tròn y và y phẩy có đúng một điểm chung, C và y và y phẩy tiếp xúc với nhau. Câu B, đường tròn y và y phải không có điểm chung, C và y và y phải không giao nhau, đồng thời ta thấy y và y phải ở ngoài nhau. Hình C thì y và y phải có đúng hai điểm chung gọi là C và kết luận là y và y phải, đường tròn y và y phải sẽ là cắt nhau. Và hình D là hai đường tròn cũng không có điểm chung, C và y và y phải không giao nhau, đồng thời ta thấy là y phải sẽ đường y bên trong, đúng không? Như đường tròn y phải CD sẽ đường ở đường tròn y.
Giờ tiếp theo mình sẽ đến câu khám phá năm. Cho hai đường tròn phân biệt đường tròn tam ô bán kính R và đường tròn tam ô phẩy bán kính R phẩy. R sẽ lớn hơn R phẩy. Hãy so sánh O phẩy với là R cộng R phẩy và R trừ R phẩy cho mỗi trường hợp sau. Trường hợp 1 là hai đường tròn này không có điểm chung. Thì mình quan sát hình A thì mình thấy là O phẩy là từ đây đến đây, R là từ đến đây và R phẩy là từ đây đến đây. Đúng rồi. Như mình thấy là O phẩy sẽ lớn hơn R cộng R phẩy. Đây R là cái khúc đoạn này. R phẩy là đoạn này. Khi mình thấy là O phẩy sẽ lớn hơn R cộng R phẩy. Như vậy có nghĩa là O phẩy sẽ lớn hơn R trừ R phẩy. Đúng rồi. Giờ mình sẽ quan sát hình B. Như vậy là O phẩy là cái đoạn ngắn này này, đúng không? Thì mình thấy là O phẩy chắc chắn sẽ bé hơn R và bé hơn R phẩy luôn. Bây giờ thầy sử dụng màu đỏ để đo khoảng cách từ tâm O tới cái đường tròn như vậy đây chính là R, đúng không? Còn từ O phẩy cho tới cạnh của cái hình tròn bé bên trong chính là R phẩy, đúng này. Thì mình thấy là R là màu đỏ nha và R phẩy là màu xanh. Các em lấy R trừ R phẩy thì sẽ còn là cái phần màu đỏ nhỏ chỗ này với màu đỏ nhỏ này. Thì mình thấy là R trừ R phẩy sẽ lớn hơn O phẩy, có nghĩa là O phẩy sẽ bé hơn R trừ R phẩy luôn, đúng này. Bên đây cũng vậy. Thì cái bên đây chính là từ đoạn này tới đây sẽ là R phẩy và đoạn này từ O tới đường tròn chính là R, thì mình thấy là O phẩy sẽ lớn hơn R cộng R phẩy. Còn bên đây O phẩy sẽ bé hơn R, bé hơn R phẩy và bé hơn R trừ R phẩy luôn, đúng này. Giờ như giờ câu này các em trả lời như sao? Trường hợp 1 thì mình thấy là hai đường tròn OR và O phẩy R phẩy không có điểm chung, hình số 15. Hình A thì mình có là O phẩy sẽ lớn hơn R cộng R phẩy luôn. Và O phẩy sẽ bé hơn R trừ R phẩy. R trừ R phẩy chắc chắn lớn hơn vì O phẩy sẽ lớn hơn R cộng R phẩy thì phải lớn hơn R trừ R phẩy nha, đúng này. Giờ hình B thì mình thấy là O phẩy là cái đoạn ngắn này này. Thì mình thấy O phải sẽ bé hơn R phải thì chắc chắn phải bé hơn R cộng R phải, đúng này. Và mình thấy là R trừ R phải thì sẽ được cái màu đỏ chỗ này với màu đỏ bên đây, có nghĩa là O phải sẽ bé hơn cả R trừ R phải, đúng này. Giờ như vậy mình xong trường hợp 1 nha. Rồi các em ghi phần này xong mình sẽ đến phần trường hợp 2. Giờ tiếp theo mình quan sát trường hợp 2. Thì trường hợp 2 mình thấy là đường tròn tam ô bán kính R và đường tròn tam ô phẩy bán kính R phẩy chỉ có một điểm chung. Thì quan sát hình A thì mình thấy là từ đây đến đây là R, từ đây đến đây là R phẩy, như là O phẩy sẽ bằng R cộng R phẩy. Như vậy là O phẩy bằng R cộng R phẩy, có nghĩa là O phẩy sẽ lớn hơn R trừ R phẩy, đúng không? Còn các em quan sát hình B thì mình thấy là O phẩy là đoạn ngắn này. Thì mình thấy là O phẩy sẽ bé hơn R, bé hơn cả R phẩy thì chắc chắn phải bé hơn R cộng R phẩy. Và mình thấy là R là từ đây đến đây. Thầy sẽ tô màu đỏ cho các em dễ quan sát nhé. R là từ đây tới đây chính là R, đúng không? Còn R phẩy là từ O phẩy tới đây. Thì mình thấy là O phải là đoạn này sẽ bằng R trừ R phải, đúng này. Như vậy trường hợp 2 các em trả lời như sao? Trường hợp 2 thì mình thấy là hai đường tròn này sẽ có một điểm chung. Hình A thì mình thấy là O phải sẽ bằng R cộng R phải. O phải bằng R cộng R phải chắc
thì đương nhiên O phải sẽ lớn hơn R trừ R phải, đúng không? Hình B thì mình thấy là O phải sẽ bé hơn R phải luôn. Đương nhiên là phải bé hơn R cộng R phải. Và O phải sẽ bằng R trừ R phải, đúng không? Giờ như là mình xong trường hợp 2 nha, mình sẽ đến trường hợp 3. Giờ trường hợp 3 thì mình thấy là hai đường tròn tam ô bán kính R và đường tròn tam ô phải bán kính R phải có hai điểm chung. Giờ như vậy là ô phải ở đây. Giờ bây giờ hãy xác định R và R phải để kèm dĩ hình dung nhé. Như là màu đỏ này chính là R từ tam ô tới đường tròn lớn này chính là R, đúng không? Còn R phải là từ tâm O phải đến đường tròn nhỏ này chính là R phải. Thầy sẽ cho xích lên một chút cho các em dễ quan sát hai cây R và R phải nhé. Được này. Giờ như là mình thấy là O phải sẽ bé hơn R cộng R phải, đúng này. Vì mình thấy là R cộng R phải thì nó sẽ ra từ đây tới đây, đúng này. Từ đây cộng phim này chính là R cộng R phải, như là O phải sẽ bé hơn R cộng R phải. Tiếp theo là mình lấy R trừ R phải, như mình thấy là R trừ R phải chính là cái đoạn nhỏ xíu này từ đây tới đây này, đúng không? Thì chính là R trừ R phải, như là O phải sẽ lớn hơn R trừ R phải, đúng không? R trừ R phải thì mình sẽ được cái đoạn ngắn này thôi, đúng không? Thì O phải sẽ lớn hơn R trừ R phải nhé. Như câu này các em trả lời như sau. Trường hợp thứ ba thì hai đường tròn này có đúng hai điểm chung như hình số 17. Như vậy là O phải sẽ bé hơn R cộng R phải, nhưng mà O phải sẽ lớn hơn R trừ R phải nhé. Giờ các em ghi xong trường hợp 3, mình sẽ tiếp phần bài diễn. Như vậy là cho hai đường tròn phân biệt O tâm đường tròn tâm O bán kính R và đường tròn tâm O phải bán kính R phải. R sẽ lớn hơn R phải. Từ khám phá năm ta có kết quả như sau. Nếu mà O phải lớn hơn R cộng R phải hai thì hai đường tròn này sẽ ở ngoài nhau như hình 15 này. Còn nếu mà O phải bé hơn R trừ R phải thì có nghĩa là đường tròn tâm O bán kính R sẽ đường 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 tròn tâm O phải bán kính R phải như hình 15B. Còn nếu mà O phải bằng R cộng R phải thì hai đường tròn này sẽ tiếp xúc ngoài với nhau như hình 16A. Còn nếu mà O phải bằng R trừ R phải thì hai đường tròn này sẽ tiếp xúc chung, tiếp xúc trong như là hình 16B. Và nếu mà O phải lớn hơn R trừ R phải, bé hơn R cộng R phải, hai đường tròn này sẽ cắt nhau tại hai điểm, đúng không? Như hình số 17 nha. Như vậy là có 5 trường hợp có khả năng xảy ra. Tiếp theo mình sẽ đến ví dụ 5. Xác định vị trí tư, vị trí tương đối có hai đường tròn tâm O bán kính R và tâm O phải bán kính R phải cho mỗi trường hợp. Trường hợp A là O phải bằng 12, R bằng 5 và R phải bằng 3. Thì mình thấy là R cộng R phải là 5 cộng 3 là 8. Mình thấy là O phải sẽ lớn hơn R phải luôn. Như vậy có nghĩa là hai đường tròn này sẽ nằm ngoài nhau, đúng không? Như câu A kem trả lời là ta có 12 sẽ lớn hơn 5 cộng 3, có nghĩa là O phải sẽ lớn hơn R cộng R phải. Suy ra hai đường tròn này ở ngoài nhau. Đúng này. Quan sát câu B, O phải bằng 8, R bằng 5 và R phải bằng 3 thì mình thấy là 8 sẽ bằng 5 cộng 3. Có nghĩa là O phải sẽ bằng R cộng R phải. Như vậy hai đường tròn này sẽ tiếp xúc ngoài với nhau. Như vậy ta có 8 bằng 5 cộng 3 nên O phải sẽ bằng R cộng R phải. Suy ra hai đường tròn này sẽ tiếp xúc ngoài của nhau.
Mình sẽ quan sát câu CO phải C bằng 7, R bằng 5 và R phải bằng 3. Mình thấy là 5 cộng 3 là 8, O phải sẽ bé hơn R cộng R phải. Và R trừ R phải là 2. Thì mình thấy là O phải sẽ bé hơn R cộng R phải và lớn hơn R trừ R phải. Đúng nè. Nên mình kết luận là hai đường tròn này sẽ cắt nhau. Ta có 5 trừ 3 sẽ bé hơn 7 và bé hơn 5 cộng 3. Nên kết luận R trừ R phải sẽ bé hơn O phải và bé hơn R cộng R phải. Suy ra hai đường tròn này sẽ cắt nhau tại hai điểm nha. Tiếp theo là câu D, O phải bằng 0, R bằng 5 và R phải bằng 4. Như mình thấy là O phải bé hơn R trừ R phải. Như vậy có nghĩa là đường tròn này sẽ được đường tròn kia bên trong, đúng nè. Như vậy câu D, 0 sẽ bé hơn 5 trừ 4, có nghĩa O phải bé hơn R trừ R phải. Suy ra đường tròn tam O bán kính R sẽ được đường tròn tam O phải bán kính R phải nha. Tiếp theo mình sẽ đến chú ý, nếu mà O phải bằng 0 có nghĩa là O trùng O phải, hai đường tròn có tâm trùng nhau gọi là hai đường tròn đồng tâm. Tiếp theo mình sẽ đến câu thực hành số 3, xác định vị trí tương đối của hai đường tròn. Đường tròn tâm B bán kính R và đường tròn tâm G bán kính R phải cho mỗi trường hợp sau. Mình quan sát câu E, EC bằng 5. Ở đây là R bằng 3 và R phải bằng 2. Mình thấy là 5 bằng 3 cộng 2. Có nghĩa là Y phải sẽ bằng R cộng R phải. Nên kết luận là hai đường tròn này sẽ tiếp xúc ngoài nha. Đúng này. Quan sát câu B, Y bằng 4, R bằng 11 và R phải bằng 7. Mình thấy là 4 sẽ bằng 11 trừ 7. Như vậy có nghĩa là EZ sẽ bằng R trừ R phải, nên hai đường tròn này sẽ tiếp xúc trong của nha. Đúng không? Câu C thì EZ bằng 6, R bằng 9 và R phải bằng 4. Thì mình thấy là 9 cộng 4 là 13, 9 trừ 4 bằng 5. Có nghĩa là R trừ R phải sẽ bé hơn EZ và sẽ bé hơn R cộng R phải, như hai đường tròn này cắt nhau. Đúng không? Câu D là EZ bằng 10, R bằng 4 và R phải bằng 1. Thì mình thấy là 10 sẽ lớn hơn 4 cộng 1 luôn. Đúng này. Như vậy có nghĩa là hai đường tròn sẽ ở ngoài nhau nha. Đúng này. Như vậy câu thực hành số 3 kem trả lời như sau. Như vậy câu A, ta có 5 sẽ bằng 3 cộng 2 nên EZ bằng R cộng R phải. Suy ra hai đường tròn này tiếp xúc ngoài. Câu B thì 4 sẽ bằng 11 trừ 7, có nghĩa EC sẽ bằng R trừ R phải. Suy ra hai đường tròn này tiếp xúc trong. Câu C thì 9 sẽ trừ 4 sẽ bé hơn 6 và 6 sẽ bé hơn 9 cộng 4. Nên kết luận R trừ R phải bé hơn EC bé hơn R cộng R phải. Suy ra hai đường tròn này sẽ cắt nhau. Và câu D thì mình thấy là 10 sẽ lớn hơn 4 cộng 1, có nghĩa EC sẽ lớn hơn R cộng phải. Suy ra hai đường tròn này sẽ ở ngoài nhau. Đúng không? Giờ như là mình xong câu thực hành số 3 nha. Giờ mình sẽ làm câu vận dụng số 3, mô tả vị trí tương đối giữa mỗi cặp đường tròn trong hình chụp bộ cồng chiêng Tây Nguyên trong hình số 18. Thì mình thấy quan sát hình A thì mình thấy hai đường tròn này sẽ nằm ngoài nhau. Và hai đường tròn này tiếp xúc nhau. Và hai đường tròn này sẽ cắt nhau. Đúng này. Giờ như vậy, câu vận dụng 3 các em trả lời như sau. Hình 18A hai đường tròn ở ngoài nhau. Hình 18B hai đường tròn tiếp xúc ngoài. Và hình 18C hai đường tròn cắt nhau. Tiếp theo là câu vận dụng 4. Câu vận dụng 4 các em sử dụng combo để đo bán kính và vẽ lại cái hình trong hình số 19. Như vậy là hình A các em sẽ vẽ như sau.
Các em sử dụng compa, các em đo. Các em sẽ mở compa sao cho một đầu đục điểm này, một đầu điểm đầu đi, đục điểm này. Giờ các em sẽ vẽ cái đường tròn ngoài. Giờ các em xác định trung điểm từ đây xác định trung điểm. Giờ sau đó các em mở compa, các em vẽ nửa đường tròn phía dưới này. Giờ xác định trung điểm bên đây, vẽ nửa đường tròn bên đây. Giờ tô màu là gì ha? Đúng này. Còn hình B thì các em sẽ vẽ các hình tròn ha. Mở compa xác định bán kính, vẽ đường tròn thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, giờ tô màu là được. Đúng này. Như vậy câu bằng dụng 4 các em sẽ tự vẽ nhé. Như vậy mình sẽ có nhận xét như sau, bản tóm tắt vị trí tương đối của hai đường tròn phân biệt đường tròn tam ô bán kính R và đường tròn tam ô phẩy bán kính R phẩy với R lớn hơn bằng R phẩy. Như vậy là hai đường tròn cắt nhau, vị trí tương đối hai đường tròn cắt nhau thì có số điểm chung là 2. Lúc này ô phẩy sẽ lớn hơn R trừ R phẩy và bé hơn R cộng R phẩy như hình bên. Hai đường tròn tiếp xúc ngoài thì số điểm chung là 1, lúc này ô phẩy sẽ bằng R cộng R phẩy. Hai đường tròn tiếp xúc chung thì cũng có một điểm chung nhưng mà ô phẩy sẽ bằng R trừ R phẩy. Hình bên ảnh bên đây. Rồi hai đường tròn ở ngoài nhau thì lúc này mình thấy ô phẩy sẽ lớn hơn R cộng R phẩy. Số điểm chung là 0. Và cuối cùng là đường tròn tam ô bán kính R, đường đường tròn tam ô phẩy bán kính R phẩy, lúc này ô phẩy sẽ bé hơn R trừ R phẩy luôn. Đúng này. Và số điểm chung là 0. Giờ như là mình xong bài giảng hôm nay, phần bài tập thì sẽ làm video bài giảng kế tiếp, các em nhớ đón xem. Nhưng mà xong bài giảng hôm nay nếu các em thấy giảng dễ hiểu bạn thích chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em chưa đăng ký kênh Thầy Liêm, các em sẽ bấm nút đăng ký bấm chuông để xem bài giảng mới nhất Thầy Liêm. Thầy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nhé.